Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tô tranh các cô bé với chiếc xe bán trượt cầm tay nha. Bây giờ chị sẽ lọc viền của bức tranh trước nha. Chị sẽ dùng cáp màu đen để tô viền. Chị sẽ lột phần tóc của búp bê nha. Chị sẽ dùng cắt màu cam để tô phần tóc cho búp bê và phần đầu của xe nha. Chị sẽ dùng màu hồng để tô phần hoa và phần váy của búp bê nha. Chị sẽ dùng cáp màu xanh dương để tô phần khăn quàng cổ và cái giày cho búp bê nha.
Chị sẽ dùng các màu vàng để tô phần mặt và phần da tay nha. Chị sẽ dùng cáp màu tím để tô chiếc xe nha. Chị sẽ dùng cáp màu xanh lá cây để tô phần lá của bức tranh nha. Chị sẽ dùng cáp màu trắng để tô phần nền dưới chân của búp bê và phần đám mây nha. Video của chị tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.